Dạ cháu ba mẹ con chứ. Cháu là thứ mấy? Gia đình được hai anh em nữa. Cháu thứ hai. Là mẹ gái à? Mẹ gái. Mẹ năm nay đi học. Đi bữa trưa luôn à? Dạ. Nhãn tâm ương được tròn bổng chân hình, quyền hầu mười phương chư Phật đồ thì hướng linh, cháu mẹ nên có tình bẩm cái tình và tình cảm ân đức của quý bà chủ là dành cho với gia đình Tam Quyển. Gia đình Tam Quyển xin chân thành đã vâng vẫn lòng và quý bà và dành thời gian chỉ bảo hiện tại hai đường để chia buồn cũng hiểu quyền cầu thương về nó bỏ thật. Anh là ba của bé hả? Dạ. Anh hiện tại anh làm chi? Dạ, anh đang đi phụ cho nghe. Dạ. Đây là nhà của gia đình bên đấy hả? Nhà. Nó đây giống như cái phòng cái giường bỏ đấy này, giường của cháu. Ở mấy người? Gia đình thì có hết 4 người. Có một đứa con ăn cá đầu thì chỉ đang đi đi gọi là đi cải tạo ra. Anh trai đi cải tạo hả? Đi chơi bạn bè và mà có rồi là bà có hai người con, một trai một gái, mà em trai thì còn đây là em gái. Năm nay cháu được học lớp 10-16 tuổi, nghe đi học, cháu đi học buổi trưa và cháu đang chuẩn bị đi học lên chợ bằng, nhưng mà xe về và cháu đi qua cầu, đi lên cầu mà xe cháu đi lên mà nó cắn xe đi tới đi về á, có một lùa cháu một con cháu không tới luôn. Cháu mất ở tại chỗ luôn hả? Dạ, chúng lại có các cụ một năm về nhưng mất đường đi cho bọn con. Dạ. Lên thảo lần thì đã mất. Dạ. Em thấy hình ảnh chia sẻ trên cộng đồng mạng đó, cùng gia đình mình cũng mong được hỗ trợ của ba con. Thì cũng có người có chủ anh chị mạnh thương quân họ cùng. Dạ, như em về đây để gửi gia đình mong qua. Đây là ba của em bé, anh tên chi anh cho em hỏi? Em tên là Lê Quốc Vịnh. Lê Quốc Vịnh và ba của bé gái là bé Nam Diệu. Năm nay 16 tuổi. Thì đây là có ở tỉnh Neo ở Cali là chị Hương, chị Linh, chị Kim, Jennifer, chị Xuân và gửi tặng cho gia đình hai chị. Xin thay mặt cho chị Xuân gửi tặng cho báo của chồng đã đi hết.
gia đình cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã thành công đại được một gia đình. Em xin ra để vô sổ. Anh dừng được rồi. Dạ, cảm ơn tất cả các kỳ văn thư quân đạo hồ cho gia đình của em trong cơn hoạn nạn hôm nay ạ. Dạ, em rất thành cảm ơn nhiều. Dạ, đồng. Em cũng xin thay mặt cho bà con chia buồn gia đình. Dạ, xin gửi lời. Em cũng xin ra để vô sổ để sau đây con biết ơn các anh đã chi rất nhiều. Dạ, dạ. Dạ, xin. Dạ, dạ. Thôi đến đây em xin chia buồn của gia đình thay mặt cho nhà hậu tâm cái biểu mong qua rồi thì thay mặt cho bà con chúc anh sức khỏe xin chia buồn gia đình. Trong cái căn nhà nhỏ nhỏ dưới đây, bạn bè đến chia buồn á. Em xin phép anh nhé. Dạ. Dòng sông Phổ Lợi. Dạ, một câu chuyện rất là thương tâm của gia đình anh Lê Quốc Vinh ở tại thôn Mỹ An, xã Phú Dương, thành phố Huế, mà bà con cùng em cũng vừa thăm hoàn cảnh gia đình. Thì ngày qua thì có thấy trên mạng cộng đồng bà con có chia sẻ là hoàn cảnh gia đình anh Vinh cũng rất là khó khăn. Ở nhà cửa thì cũng ở tạm với cái như là một cái phòng để vừa làm ăn buôn bán vừa sinh sống. Gia đình 4 người đó, hai vợ chồng và hai đứa con. Em gái thì mới học lớp 10, bước đầu ngưỡng cửa cấp 3, và gia đình cũng đã lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, mất con. Nên có những hình ảnh kêu gọi trên cộng đồng mạng, và quý anh chị cô chủ nhà hậu tâm cũng đã biết được rồi. Trưa hôm nay cùng với anh vui về thăm gia đình, gửi tặng anh chị chút tiền để mong gia đình anh chị vượt qua khó khăn và nỗi đau mất con chỉ vì vụ tai nạn kinh khủng cho bà con, rất là tồi luôn. Qua đây em cũng xin một lần nữa thay mặt cho gia đình anh Vinh ở thôn Mỹ An, xã Phú Dương, thành phố Huế, xin gửi lời chân thành cảm ơn đến mạnh thường quân nhà hậu tâm ở Cali, thương về gia đình có mất mát người con trong vụ tai nạn vừa qua. Xin gửi lời chân thành cảm ơn và kính chúc quý anh chị cô chủ nhà hậu tâm luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an thành đạt trong cuộc sống. Bà con xa gần nếu như ai có tâm hướng về gia đình anh Quốc Vinh thì cũng xin liên lạc về với gia đình tại địa chỉ thôn Mỹ An, xã Phú Dương, thành phố Huế. Nếu như liên lạc qua kênh Niềm Vui, em sẵn sàng làm cầu nối để giúp đỡ cho bà con khổ khó. Và cũng xin đăng tải những hình ảnh để bà con xa gần biết, đồng thời hy vọng gia đình cùng nhận được sự giúp đỡ của bà con khi xem thấy được video. Liên lạc về địa chỉ gia đình để có những sự giúp đỡ thêm cho gia đình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi những video của em đăng tải cũng như chia sẻ bà con khổ khó ở Huế.
Dạ, mà không biết nói chi hơn cũng xin buổi video cũng xin kính chúc tất cả quý anh chị nhà hảo tâm cũng như quý khán thính giả luôn luôn dồi dào sức khỏe bình an. Dạ, đi xem thì bà con không quên chia sẻ, nhận like để đồng hành cùng kênh Yên Vui qua những chặng đường thăm bà con cũng như thăm Huế hàng ngày, mỗi ngày. Dạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn bà con. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.